thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế khuyến cáo mới nhất về phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức trận đấu đề nghị khuyến cáo các thành viên làm nhiệm vụ tại trận đấu cùng chấp hành Bộ Y tế khuyến cáo mới nhất về phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức trận đấu đề nghị khuyến cáo các thành viên làm nhiệm vụ tại trận đấu cùng chấp hành các quy định, biện pháp hướng dẫn sau. Chấp hành các hướng dẫn của ban tổ chức sân trong việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tuân thủ quy định giãn cách đối với các hoạt động ngoài khu vực sân thi đấu. Tuân thủ quy định giãn cách mang khẩu trang trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi. Không sử dụng chung đồ dùng, chai nước, ly, cốc. Khi có dấu hiệu ho, sốt nên liên hệ ngay với ban tổ chức hoặc lực lượng y tế tại sân để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vì sức khỏe của bản thân, của những người xung quanh và của cộng đồng xã hội, đề nghị các thành viên làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đã khuyến cáo. Xin cảm ơn ạ.
thị. Có sự thay đổi người. Cầu thủ số 6 Nguyễn Trọng Huy rời sân. Cầu thủ số 5 Trần Hữu Đông Triều vào sân. Cầu thủ số 15 Trương Dũ Đạt rời sân. Cầu thủ số 7